quý vị cái dòng sông Hằng Hằng này là cái dòng sông đây huyền thoại. Tôi có tắm nhưng mà tắm từ trên Himalaya, cái chỗ trước nó rơi xuống đó thầy tắm. Còn ở đây mà thầy tắm thầy qua bên kia, vì mình xuống đây thấy anh tắm mình cũng quảng hồn cũng biết tắm. Và tiêu được tất cả nhưng mà có cái đặc biệt với bao nhiêu là cái gì đó hổ đổ xuống sông Hằng nè, nhưng mà đặc biệt tới giờ phút này cái sông Hằng này nó có một cái mà múc cái nước này lên đó. Mình để là thường thường cái nước mình múc đâu để vô nó nhớt nhau không, nhưng mà sông Hằng này không có, cho nên người Ấn Độ họ tin tưởng cái sông Hằng này nó gọi là Holy River. Hay là máy bay. Thành ra tất cả mọi người muốn đi từ dòng sông này phải qua cái dòng sông bên kia. Cái đầu này kia có nghe không ạ? Nghe cho con thử. Ô, chị Phương giữ cái giùm em cái này. Dòng sông. Em giữ cái. Rồi ở bên Ấn Độ nó có 4 giai cấp. Giai cấp Bà La Môn, giai cấp Kshatriya, Vaishya và Shudra. Và cái giai cấp Bà La Môn á là họ học thức nhiều. Mà nhiều người học thức á họ cũng trở nên cái bệnh thương cao tự đại. Thì ổng đi đâu ổng cũng có mang sách vở kinh Địa Đà theo phần là những cái anh mà lái đò này đó là những người giai cấp thấp nha. Thì khi mà cái ông đó ông lên ghe ông ngồi, thì anh nhìn cái anh lái đò, anh nói này anh lái đò, mày có biết đọc biết viết hay không? Thì anh lái đò như vậy, thưa ngài, con sanh nhập nhà nghèo, con không biết đọc biết viết. Thì ông vỗ đùi ông nói như vậy là 2/3 cuộc đời mày chết rồi. Ông nói dạ con không biết gì vậy. Đi một hồi ông hỏi mày có biết kinh Về Đà không? Thì ông này ông nói dạ con không biết chữ gì đâu, con đọc kinh Về Đà. Ông nói vậy là 3/4 cuộc đời mày chết rồi. Đợi, tất cả quý vị đợi. Đợi. À. Và ông nói như vậy là 3/4 cuộc đời mày chết rồi. Anh này anh nói dạ con cũng biết như vậy. Bắt đầu ông bơi qua giữa dòng sông. Một cái trận gió nó thổi tới, cái chiếc ghe nó luôn ăn như nẻ. Cái anh lái đò anh hỏi vậy, thưa ngài, ngài có biết bơi không? Ông nói cái gì tao không, cũng biết bơi, cũng biết hết được, nhưng mà biết bơi tao chưa biết. Ông nói như vậy thì cuộc đời ngài sắp tàn. Và một trận gió thổi tới thì chiếc ghe anh lái đò anh bơi vô bờ. Đây là chúng ta đang ở trên dòng sông Hằng. Đây là cái bài học. Ở đời này không phải cái gì mình cũng biết, mình phải học. Ngay cả người lái xe lái đò đó mà. Ở quý vị về người nào mà viết văn dỗ viết cái đò này. Rồi quý vị bây giờ nghe thầy đi. Cái tấm lòng mình khấn xong rồi đó, những người quá cố rồi xong đó, rồi quý vị mình thả xuống sông. Thank you.
quý vị, bây giờ là chúng ta đang đến cái chỗ gọi là